Em chào các bác. Hôm nay em tiếp tục về cái lan kiếm kiếm Taiwan gieo hạt. Nhưng mà đây là hàng chuẩn hoa các bạn, hàng tách. Đây giới thiệu các bác, đây là cái ôi em lại quên đến cái chậu khi vào rồi. Rồi. Để em lấy cái chậu kia vào cho các bác xem. Giới thiệu các bác, đây là cái chậu Taiwan gieo hạt. Mà em bán cho khách xong rồi khách sổ ra tại nhà. Đây là chậu này. Đấy, đây là mặt hoa của nó. Đây là mặt hoa của nó đây. Ôi. Đây giới thiệu các bác, đây là những cái dòng Taiwan gieo hạt. Taiwan gieo hạt sổ số và nó đã sổ ra luôn. Đây là cây Taiwan lưỡi cam, cây này là cây chuẩn của nó rồi, cái này không phải bàn được. Cánh rất là bầu. Thân nó rất là lùn nhưng cánh lại rất là bầu. Đây cánh rất là bầu. Cây Taiwan này được lai tạo từ cây Taiwan lưỡi cam và nó ra cái và nó sổ ra mặt bung này. Để cho các bác xem cái này, mặt bung này. Đây các bác có nhìn thấy cái chậu đỏ không? Đấy. Và có cái que tre này. Đây. Đấy hoa nó như này các bác. Đấy. Cánh cũng rất là bầu. Đây là cái ngồng hoa cũ của nó này. Đấy. Đấy sau đó nhân giống. Đấy, cây Taiwan này là lai. Nhưng hoa nó rất là đẹp, đây các bác nhìn mặt hoa này. Đấy. Thì cái Taiwan này thì cái bản nguyên chủng của nó là cái bản Taiwan lưỡi cam. Nó là bản số 1 gọi là Taiwan cam. Taiwan đầu dòng của nó ấy. Thì là em có cho các bác xem cái đầu dòng là cái này. Đấy thì nó là ở cây này các bác. Cây Taiwan đầu dòng lưỡi cam này thì thân lá của nó rất là bé. Mà nó rất là thẳng. Nhưng mà đến bắt đầu đời thứ 2, thứ 3 và đến đời lai này nó bắt đầu dần dần là nó sẽ thân lá nó sẽ to và đẹp hơn các bác. Đấy, có thấy không? Và vẫn giữ được cái đặc tính của bố mẹ là rất là cứng. Và lá nó dựng đứng lên. Đây, thân nó rất là to. Hôm nay còn về thêm một cây nữa là Taiwan Good nữa. Đấy, Taiwan Good là Taiwan vàng, chắc là nó ở hàng số. Ví dụ cái loại lưỡi cam này là dòng số 1 thì dòng này chắc là số 2 hoặc là số 3. Đấy. Sau khi mà ra được cây bông mẹ chuẩn như này thì họ lại gieo hạt và để tạo ra dòng thứ hai lạ hơn. Và họ đặt theo số là 23. Vẫn giữ được đặc tính của cây bố cây mẹ là cây vẫn thẳng thẳng đứng, nó không bị võng xuống. Đấy, nó không bị võng xuống như những cây kiếm thái khác. Hoa của nó vẫn là cánh bầu các bạn. Cây Taiwan Good này thì em bán với giá là 500 một mẹ hai con này và một mẹ một con này là 400. Đây là cái Taiwan Good. Còn Taiwan này là sổ ra rồi thì em bán là cái Taiwan này cũng rất là đẹp. Cái này em bắt đầu bán này. Đây cây đầu tiên, cây bé bé này hình 1 này em bán 300 này. Hình số 2 cũng 300. Cây nó chỉ cao được hơn 20 phân thôi. Đấy, cái Taiwan này tách rất là sớm. Đây, cái Taiwan này bé tí nó đẻ các bạn đây. Cây này thì em bán là 350. Một mẹ một con. Hình số 4 này. Còn đây là hình số 4 này. Thì 200.000 bởi vì đây là đấy từ một mẹ này ra được cái đống này đấy các bạn. Đấy, trong một năm. Từ một mẹ nó sẽ đẻ ra được 3 này, 4 5 6 7 8 9 đây, từ một mẹ này, mẹ nó vẫn tiếp tục đẻ tiếp. Đấy, mẹ nó vẫn còn một mầm. À vẫn còn mắt mầm đây này. Mẹ này em đây là cây này thì già rồi thì em bán 200 thôi. Hình số 4 này. Đấy, còn đây là hình số 5. Hình số 5 đây, mẹ con đẹp hai thân to đẹp nhất này là 900. Thân rất là to. Còn hình số 6 này cũng 900. Hai thân khá là cứng, to, nặng. Và hình số 7 này là 1,5 triệu. Hình này thì là hai thân, hai măng to, hai mầm nữa. Tay con là đẻ rất là ác. Các bác có thể nuôi một thân và sau này nó sẽ đẻ ra 10 thân trong một năm. Đây là chị chăm ở chế độ phân thuốc bình thường. Một năm đã được như thế này rồi. Từ một cái thân này. Từ một cái thân này các bác. Đấy, một năm đã được như thế rồi. Thật là kinh khủng. Với sức đẻ của Taiwan rất là lớn. Đấy các bác trồng, những cái người làm vườn ở Việt Nam họ sẵn sàng mua giống một cây Taiwan giá 5-6 triệu một thân về và sau 3 năm họ nuôi có thể đẻ lên 100 thân. Thì các bác cứ tưởng tượng xem lợi nhuận nó nằm ở những người trồng trọt là rất là lớn. Có thể giá Taiwan về 200 một phân một thân hoặc 300 hoặc 100. Đương nhiên họ vẫn lãi rất là đậm. Còn ở hàng Việt Nam thì họ muốn ăn nhanh thì theo kiểu như là vừa đẻ nhiều vừa giá cao thì
Nhưng mà khi kiếm cái sức đẻ của kiếm Việt thì nó không thể đẻ nhanh và mạnh bằng kiếm Thái được. Đấy là như thế. Cho nên những người trồng kiếm Thái, kiếm Đài vẫn rất là sống khỏe, mặt hoa nó đẹp. Mặt hoa rất là có giá trị sưu tầm. Thay vì các bác có thể mua những cái chậu, những cái cây lan kiếm rừng nó rất là mua theo cân, thì các bác có thể mua một hai thân này, xong rồi 2 năm nó đẻ ra, khi nó nở ra chậu vàng ươm như này chơi thì cũng rất là ok. Đây là những cái chậu mà nó, những cái chậu Taiwan mà do là thị trường nó chững, không phải là chững mà thị trường nó giảm, ở Việt Nam mình thị trường khi nó giảm giá ấy, các bác có thể đến mùa hoa bác chơi cả chậu Taiwan to đùng như này, nó sẽ thích hơn là một chậu tiên vũ rừng. Đấy, còn đây tai con gút này là nó ở chắc đời thứ ba. Đấy, thân đẻ cũng rất là khỏe, đây lực cũng rất là mạnh. Đấy. Còn cái tai con lưỡi cam này thì là dòng đầu, đầu cái dòng gọi là dòng số 1, số 2 đấy. Theo em thì nó là số 2, bởi vì số 1 thì là cây đại long đao, cây đại long đao lá nó còn bé hơn cả cái này các bạn. Nhưng mà lại rất đắt, đắt nhất của dòng tai con. Tai con tổng cộng nó có 6 dòng. Có thể sau thời gian tiếp theo nó sẽ lên 7, 8, 9 dòng tai con. Còn đây là thái số 1 lá sần, cây này bán 1,8 triệu. Bên này là có cây Patana, một dòng semi cánh bầu rất là to. Cái này em bán 650. Còn hai cây Patana to to này em bán 600. Đến em về Taiwan. Tuyết ngọc thì em còn có mấy thân này là hết rồi. 350 một thân này. Thân đang hoa lại 350 này và một cái cặp này. Cặp này 700. Đấy, tuyết ngọc là hết rồi. Ánh hồng Thái Nguyên thì em cũng còn ít thôi. Đấy, em còn mấy cặp này, chiều đấy em trồng lốt cứ 700 một thân. Mẹ con đẹp, mẹ con đẹp nhất này là 800. Đây, ánh hồng này nó thuộc dòng lô hội của Thái Nguyên này, nhưng mà bản lá so với cái tai con nó bằng luôn này các này. Đấy, so với dòng tai con to nó bằng luôn. Còn so với dòng tai con của lưỡi cam thì nó còn to hơn. Đây. Đấy, nó chỉ là lô hội thôi không nhá. Nó còn to hơn cả cái tai con này. Đấy. Cái ánh hồng Thái Nguyên nó luôn luôn được giá khá là cao. Hai nữa là những cái dòng lô hội thì ở Việt Nam mình nó thuần rất là dễ. Bên Thái Lan họ không có lô hội, họ toàn lai lô hội với tiên vũ thôi. Các loại dòng gieo hạt em vẫn cung cấp đầy đủ nhé. Vẫn là xanh Huế gieo hạt là 90. Đấy các bạn, cũng từ cây Taiwan gieo hạt đấy. Còn đây xanh Huế gieo hạt này nếu mà chuẩn mặt hoa hoặc gần giống như thế mà thân thủ to đẹp như Huế thì giá trị rất là cao các bạn. Chính vì em thấy em hay bán gieo hạt cho các bác. Đây có một chậu, một khóm Ono này. Bác nào lấy thì em lấy 100 bao ship này. Cây này là cây Ono 10 năm. Hoa khá là đậm. Hoa hơi bé nhưng mà khá là đậm. 100.000 bao ship này. Các bác muốn gỡ ra thì em gỡ, còn gửi cả chậu cũng được. Đây cái thời đầu mà yêu lan say đắm thế này các bác. Đây. Cái chậu vỡ ở thùng rác thì mang về, lấy máy móc về mài đẹp đẽ xong trồng lan ở đấy. Đấy. Ngày xưa là đam mê là bằng thật. Nó chuẩn như thế các bạn. Các loại vỏ thông em vẫn cung cấp đầy đủ, vỏ thông tiêu rừng dấn vụn. Bên này là kiếm sổ số. Bên này là phan chí lá sần nhưng mà nó hơi héo rồi, cho nên là em sẽ phải mất một thời gian 1-2 tháng để em cho nó hồi cây đã mới bán. Những dòng sổ số này thì rất rẻ thôi, nó cũng là xanh sạch. Đấy. Khóm này 50.000 này. Khóm này thì 200. Mấy khóm to to này 200 một khóm xanh sạch. Sổ số. Đấy, kiếm sổ số. Còn các loại vật tư như là vỏ thông rêu rừng dấn vụn em vẫn cung cấp đầy đủ cho các bác. Đây màng nhà kính sen rất là thuận lợi trong mùa mưa này. Đấy. Những cái hãng nhà kính sen thì nó đều có những đường cong, những đường như này này. Đấy, những cái nhãn dán như này và phân chỉ tan chậm các thứ. Đây là các loại B1 với cả 630. Mùa này các bác, mùa này ở trong nước mưa rất nhiều đạm thì các bác nên sử dụng loại có hàm lượng lân kali cao, bởi vì tầm này đạm ở trong tự nhiên nó cũng rất là nhiều rồi. Như em ở những cái dòng phi liệu em không bón gì những cây nên tốt lắm. Còn đây là cái dòng Captain, loại này thì nếu mà em chia ra nhỏ thì bán dễ hơn. Loại này chuyên chống lấm thối của hàng của Mỹ. So với các loại lấm thối thì hàng của Mỹ là hàng an toàn nhất các bạn. Cả những cái phi san 20 này. Ví dụ phun ở rau thì ngày mai có thể ăn được luôn.
phun vào nấm khuẩn chết hết sạch luôn và rất là an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Nếu mà hàng sử dụng chống nấm thối của Mỹ thì em có mấy dòng. Đây, dòng đầu tiên là nấm thối này, là Manco Z. Lọ này em bán là lọ này là 900 một lọ thôi. Lọ này phải tách ra, phải hút ra các bạn. Đấy, cái này em sẽ hút ra. Hút ra và cho vào cái lọ không. Đây, những cái lọ không em cũng mua về đây. Để em hút ra. Đấy, hút ra thì nó chỉ vào hơn 100 một lọ thôi. Còn đây là Captain. Captain thì lại dạng bột thì có thể là cho vào lọ khác. Đấy là em nói qua về một cái hàng gọi là tách chiết các bạn. Hàng tách chiết ví dụ đơn giản các bác có thể nhìn thấy một cái chai chai Super Thai này. Cái Super Thai này thì nó là 50ml nhưng mà nó chỉ có 80.000. Nhưng mà cái này là nó chỉ hơn là 120ml nhưng nó lại là 280.000 các bác. Bởi vì hàng nguyên đai. Hàng tách thì bây giờ em sẽ lấy một cái ví dụ rất là cụ thể cho các bác nhé. Ví dụ một cái lọ B1 Thái này. Lọ B1 Thái này hàng 100ml em bán có 25.000. Hàng 500ml em bán có 90.000. Đấy. Nhưng mà hàng 1 lít. Hàng 1 lít thì em lại bán là đây. Ví dụ lọ này là 1 lít này. Em bán chỉ có 140 và bao ship luôn. Đấy thì bác thấy không? Đấy. Các bác có thể thấy sự khác biệt rồi đấy. Một lọ 100 thì là 225.000 nhưng mà 1 lít lẽ ra nó phải là 250 đúng không? Nhưng tại sao lại chỉ có 140? Thì khi em sẽ lấy một cái lọ B1 2 lít thì nó sẽ tầm khoảng hơn 200.000. Thì em tách sẽ được hai lọ này. Thì em khi mà em bán hàng tách em sẽ bán là cũng là B1 Thái nhưng mà loại 100ml em chỉ bán giá 15.000. Thì các bác sẽ mua nhiều đúng không? Nhưng mà bọn em vẫn được lãi bởi vì đấy là tách từ cái loại ra. Đấy, đấy là tại sao hàng tách chiết là nó lại chuẩn hàng nhưng giá lại rẻ hơn là thế đấy các bạn. Đấy là trong buôn bán ở Việt Nam mình thì tách chiết thuốc thì do là thứ nhất là một số cái lọ to mình chiết ra lọ nhỏ để nó rẻ đi. Thì cái dòng là Biorot này như thế. Nó thế đều đa phần nếu mà là hàng tách chiết tất cả đều chuẩn hàng các bạn, không có chuyện hàng nhái hàng đẻo gì. Vì bọn em đã được hưởng lợi nhuận từ những cái giá trị từ những cái thuốc này mang lại rồi. Chả có lý do em phải làm gian dối cả. Nó là như thế các bác nhé. Kể cả một cái lọ Zapis Spa này, nó rất là đắt. Một lọ bé này là 200.000. Còn một lọ to của nó rơi vào tầm khoảng 3 triệu. Đấy. Đều tách ra bán. Thế em qua nói qua về một cái gọi là hàng tách chiết. Bọn này, hàng tách chiết nghĩa là lợi nhuận của cái người bán như là người bán như em và của nhà sản xuất đều đã đầy đủ hết và không có lý do gì cần phải làm giả cả. Làm giả để cây mà các bác có vấn đề gì nuôi bị đền thì ốm đòn. Rồi cả các bác.